Loa trep từ Neo đến từ hãng Fan của Anh Quốc, mã sản phẩm CD1544NP, trở kháng 8 ohm, công suất 50W AES. Sản phẩm đạt chứng chỉ ROAD xuất khẩu sang các thị trường châu Âu. Sản phẩm được thiết kế với khung lắp ráp vào bên trong họng kèn, sử dụng hai ốc vít và có đường kính lỗ thoát là 1 inch. Với đường kính lỗ thoát 1 inch, khi khách hàng mua sản phẩm, lưu ý phải lựa chọn lắp ráp với những loại họng trep có đường kính lỗ thoát cũng là 1 inch. Và điều đặc biệt, nếu như khách hàng lắp ráp được với những loại họng trep bằng nhôm, sẽ có được một cái chất âm cộng hưởng tuyệt vời hơn nữa. Đây là loại họng loa trep có đường kính lỗ thoát 1 inch. Và đây cũng là loại họng loa trep bằng nhôm có đường kính lỗ thoát 1 inch. Đặt vào sẽ rất vừa vặn với loa trep với hai lỗ bắt ốc. Đây cũng là chất liệu bằng nhôm. Loại họng trep bằng nhôm sẽ cộng hưởng thêm được các cái dải trep, nâng cao thêm một tầm trải nghiệm khác với loại họng trep bằng nhựa. Khi mở hộp loa trep ra, ở đoạn đầu video mọi người cũng đã thấy chỉ có một củ loa trep CD1544NP ở bên trong vỏ hộp và một thư cảm ơn đến từ hãng Fan, và sẽ không có tặng kèm theo ốc để lắp ráp vào bên trong họng kèn. Và riêng khi mua sản phẩm ở đơn vị NDT Audio, bên đơn vị NDT Audio sẽ tặng kèm cho khách hàng của mình ốc vít để về lắp ráp vào bên trong họng kèn. Thông tin và chi tiết của sản phẩm xin mời mọi người xem tại website ngoductai.com. Loa trep rời từ Neo Fan CD1544NP, giá 8.500.000 đồng một cặp 2 cái. Và một số thông tin chi tiết có tại website, xin mời mọi người xem tại website, và Tài cũng có để đường link ở bên dưới phần bình luận của video để mọi người click vào xem chi tiết. Bên dưới website sẽ có một đường link dẫn trực tiếp vào nhà sản xuất Fan Anh Quốc.